Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Đây, chào bạn. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau để tìm hiểu nhau thông qua cái hàng rào trước nha. Mời bạn nữ. Em xin chào MC Cát Tường, MC Quyền Linh, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Chào bạn. Dạ, em tên là Lê Thị Hoàng Yến, năm nay em 28 tuổi, quê em thì ở Ninh Thuận, mà em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm điều dưỡng tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và cũng có kinh doanh spa. Vừa đi làm điều dưỡng mà có thời gian kinh doanh hay vậy? Dạ thì cái thời gian hành chánh thì em chủ yếu là em làm tại bệnh viện. Và khi cái thời gian chịu rảnh thì giờ em làm tại spa. Tốt quá. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường, em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Lộc, em đến từ Đồng Nai, năm nay em 31 tuổi. Em là quản lý cửa hàng điện máy. Quản lý cửa hàng điện máy, 31 tuổi ha. Dạ. Từ Đồng Nai bạn xuống đây luôn hả? Dạ. À, bây giờ thì chúng ta sẽ chia sẻ chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bạn đi. Dạ, ưu điểm của em á là mọi người xung quanh á là nhận xét em rất thật. Trong công việc em rất nhiệt tình, chịu khó, em có lập trường vững vàng. Lập trường vững vàng hả? Dạ. Cái này quan trọng lắm ha. Dạ. À. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ, khuyết điểm của em á là em hơi nhút nhát trước đám đông, với là cái việc mà việc nhà em hơi dở. Rồi, bạn nữ thì sao? Mình cái ưu điểm, khuyết điểm của mình là cái gì nào? Ưu điểm của em á thì em thấy là em tự lập, em mạnh mẽ, với lại em biết chăm sóc và yêu thương gia đình. Còn khuyết điểm của em thì em hơi nóng tính, hơi càm ràm, với đôi khi hơi khó chịu. Có khi nào nóng tính quá nó gây ảnh hưởng gì đến cái công việc của mình chưa? Dạ chưa. Vậy thì cũng chưa đến nỗi nào, còn kiềm chế được. Dạ, còn tình trường thì được. Sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, tình trường của em thì trải qua là 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì cũng có hai bên cũng có gặp mặt nhau, cũng tính đến chuyện là kết hôn rồi. Nhưng mà sau thì công việc của ảnh cũng bận rồi, sinh ra là hai đứa nó cãi nhau thường xuyên quá nên em hủy. Còn cái mới chia tay thì cũng được 1 năm thì em với anh đó thì cũng tình cảm, nhưng mà sau này thì em phát hiện ra là ảnh có gia đình. Hả? Dạ. Quen bao lâu? Dạ cũng hơn 1 năm. Quen hơn 1 năm mới phát hiện ra ảnh có gia đình. Dạ. Không tìm hiểu kỹ sao mà anh giấu hay vậy? Cái tính em dễ tin người lắm chị, với lại khi mà em thương ai rồi á là em thương rất là hết lòng. Và người ta nói gì em cũng tin đó chị. Cái đó cũng là một cái nhược điểm của em luôn đó chị. Thôi bây giờ em gái quá hả? Yên tâm ha, lên đây là phải có giấy xác nhận độc thân thì mới được lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ đúng nên rồi. Nên em yên tâm. Dạ. Em trai, em được mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình, nhưng mà chỉ có 1 mối tình là chính thức thôi anh. Nhưng mà chia tay cũng 5 năm rồi anh. Chia tay 5 năm rồi, dạ. Mối tình chính thức được bao lâu? Dạ hơn 1 năm anh. Nhưng lý do sao chia tay? Thì lúc đó công việc làm em chưa ổn định anh. Với bạn đó tìm được người hơn em. Dạ. Bây giờ em ổn định chưa? Dạ giờ em ổn định. Bây giờ em quản lý một cái cửa hàng gì? Điện máy anh. Điện máy hả? Dạ. Tức là bán hàng. Em quản lý được bao nhiêu nhân viên? Dạ 6 nhân viên anh. 6 nhân viên hả? Dạ. Cũng được rồi ha. Dạ. Rồi, bây giờ thì hai bạn đều có trắc trở trong tình yêu. Hôm nay chúng ta gặp đây là có duyên rồi. Mình sẽ cho đối phương biết được là mình đang muốn gì. Không, là bạn trai, bạn muốn tìm một mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em là cao cỡ 1m50 được. 50? Dạ, khuôn mặt dễ nhìn, nói chuyện nhỏ nhẹ, nữ tính. Đơn giản gì? Dạ. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Dạ, điều em không thích là hay càm ràm, hay nói nhiều, nói đi nói lại hả chị? Phụ nữ thì hay có tính càm ràm, nhưng mà mình để cho càm ràm hoài mỏi miệng thôi, nó không nói nè, yên tâm đi. Rồi, vậy anh bạn gái thì mình có mẫu người lý tưởng không? Dạ có chị, mẫu người lý tưởng của em là ca sĩ Đăng Khôi ấy chị. Vậy á hả? Dạ, ai cũng nói em là mình chơi đẹp quá vậy. Mà đúng, chơi đẹp là phải mê chị. Đúng, chơi đẹp phải mê. Đẹp là được. Rồi. Nhưng mà quan trọng hơn là hả, em thấy ảnh không những đẹp trai mà ảnh lại biết phụ giúp công việc. Nội trợ hoặc là phụ việc của gia đình á, phụ vợ, biết chia sẻ, biết cảm thông với người vợ. Cái đó mới là điều quan trọng của một người chồng á chị. Rồi, được vậy, cái điều gì thì em không thích ở người bạn trai? Dạ, vô tâm và ki bo. Hey, có ki bo không đây? Dạ không. Chàng trai quản lý của tôi, không có ki bo ha. Dạ. Ôi trời, em gái dễ thương. Em ghét người ông ki bo lắm hả? Dạ ghét cực kỳ luôn anh. Người ta tính tiền để người ta lo cho gia đình mà có gì đâu. Dạ không, ki bo bên ngoài thì được anh, đừng ki bo với em. Đúng rồi, ki bo với bà xã là không có được đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, nhưng mà lúc người yêu cũng đừng ki bo anh. Đàn ông uống chút xíu bia rượu được không? Dạ được. Hút thuốc được không? Dạ không. Có hút thuốc không? Dạ không hút thuốc anh. Gia trưởng chút được không? Dạ không. Gia trưởng để ta quyết định những cái vấn đề nào đó nó quan trọng. Nếu mà gia trưởng một tí xíu thì được, nhưng mà đừng có gia trưởng quá. Thôi, cô gái bên kia rất là dễ thương nha chàng trai.
nếu như vui lên nào. Hôm nay là em được gặp một cô gái rất xinh, dễ thương. Em dự kiến thì khi nào mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ được thì 6 tháng tới 1 năm ạ. 6 tháng 1 năm, nếu mà làm dâu em đồng ý không? Tại vì tính em tự lập mà em tự sống nên em nghĩ là em làm dâu sẽ hơi khó. Em sợ không có dung hòa được với mẹ chồng hoặc là bên nhà chồng thì như vậy thì sẽ làm cho ảnh khó xử. Anh nói thôi chứ bây giờ ba mẹ lớn dễ lắm. Mình ở chung dù khi ba mẹ ăn phụ giúp mình còn sướng nữa. Dạ. Rồi để chị hỏi bạn bên này ha. Dạ chào chị. Rồi chào em. Rồi tóc màu đen quá ha. Dạ. Được. Có cái điều gì mà mình cảm thấy mình không thích nhất ở cái người phụ nữ không? Đừng có cái tính mà con nít quá chị. Cái người phụ nữ mà cứ kiểu nhõng nhẽo đồ này kia hả? Dạ, em không thích. Ủa phụ nữ nhõng nhẽo dễ thương mà. Nữ nhõng nhẽo ta còn khoái nữa. Có gì đâu. Rồi chừng nào thì tiến tới hôn nhân được? Dạ chắc cỡ 1 năm chị. Có làm dâu không em? Dạ có chị. Ba mẹ đang sống ở đâu? Dạ em ở với ba mẹ em. Là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Dạ không, em ở Đồng Nai chị. Ở Đồng Nai. Ủa hiện tại em đang sống ở đâu? Dạ em đang sống ở quận 10 chị. Quận 10 rồi mình hẹn hò sao? Bao lâu thì em lên thăm bạn gái được lần? Dạ công việc của em sắp xếp thời gian được mà chị. Chắc khoảng chừng 1 tuần em xuống lần được chị. Nói chung là đó thì tùy hai bạn thôi. Bạn trai bạn gái đều rất là dễ thương. Đẹp trai đẹp gái như nhau à. Nhưng mà bạn trai thì ở Đồng Nai hơi xa. Đã bây giờ vấn đề là bạn thấy bạn nữ bên kia thì không có cửa gì mà xa hết trơn á. Xa cỡ nào cũng đi được hết trơn ha. Hôm nay chúng ta sẽ tham khảo ý kiến người thân, sau đó các bạn sẽ gặp mặt. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cháu em. Cháu hả? Dạ. Rồi, xin dạ. Chào. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Chào con. Chào quý vị khán giả. Thì con là Nguyễn Trương Công, là cháu của cậu Lộc. Thì con nhận xét về bạn nữ thì nếu mà tiêu chuẩn của cậu con như vậy thì đây là chắc ngoài sức mong đợi rồi. Thì cậu con thì có tính là hay nóng nảy, nhất là khi nghe cằn nhằn. Với lại cậu con thì cũng khá nhút nhát. Giờ mà như bác sĩ mà đo nhịp tim cậu con nhiều khi nghĩ cậu con cao huyết áp. Con thấy thì như mình tới được tới đây thì là cũng là rất là cố gắng rồi. Là cũng là do một phần là do trời định. Mà trời định thì cũng mình cũng không nên cãi lại. Thì mình nên cho nhau một cơ hội. Biết đâu ở ngoài thì với mình nói chuyện với nhau thoải mái, tự tin hơn. Thì biết đâu mình lại tìm ra được nhiều điểm tốt của nhau. Dạ, rồi con xin hết. Có một cháu dễ thương quá nha. Rồi, bạn gái đi với ai vậy? Dạ, anh em đi với chị của em, cũng là đồng nghiệp của em, anh trai với lại mấy bạn. Dạ, em tên chào chị Quyền Linh, chào anh Cát Tường. Hả? Chào anh Quyền Linh, chị Quyền Linh, chào chị. Em là chị của Yến, nằm chung trong... Chị rung lắm hả? Đo nhịp tim không? Thấy đàn trai sao chị? Thấy bạn trai bên đây được, ngoại hình được. Nếu mà Yến thấy được thì hai đứa có thể cho cơ nhau cơ hội, tùy Yến quyết định. Yến thấy được thì bấm được thôi. Rồi. Bây giờ thì quan trọng là ta mở màn lên. Chút chứ giờ đang cao huyết áp rồi. Dạ thì dạ. Tới đây thì em cũng có chuẩn bị một cái đoạn bài hát em tặng anh. Còn anh là bớt run lại nha. Nếu những yêu thương này chỉ là mơ, em xin một lần đường mơ ấm áp đôi tay này và con tim mãi mãi thuộc về anh. Chẳng biết mai sau này những sóng gió có khiến em gục ngã, hãy đến bên em và cầm đôi tay trên thêm vững bước đi. Em hát sao thấy anh cũng sốt. Bận sốt em ơi. Giận sốt. Dạ. Bây giờ có tiết mục nào hấp dẫn hơn, ví dụ trời múa, nhảy múa gì không? Nếu mà múa nữa chắc ảnh sốt cao hơn nữa, phải cấp cứu luôn á. Để làm cho đi cấp cứu luôn đi em. Rồi. Anh ơi chuẩn bị tinh thần nha. Đó, dạ. Có luôn hả? Rồi làm luôn. Dạ em có một đoạn múa Ấn Độ ạ. À. À, được. Thank you.
Hết sốt chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ cảm nhận thế nào, nói với cô gái đi. Nói chung là bạn gái nhìn dễ thương, hoạt bát, nhanh nhẹn. Em nếu mà hai đứa mà đến được với nhau á, em có làm dâu được không? Dạ như hồi nãy em có nói á, thì cũng hơi khó đối với em. Nhưng mà mẹ anh dễ lắm, chỉ có anh với mẹ anh ở chung à. Mẹ anh mà thương anh á, thì sẽ thương con dâu, em cứ yên tâm. Nếu mà về làm dâu thì mình phải sinh sống tại Đồng Nai ha anh? Tùy em, thì công việc của anh á, là anh định hướng là làm ăn ở đó. Nếu em mà về đó thì anh có thể xin cho em được làm ở gần nhà. À, em xin nói rõ luôn là thật sự là em rất đam mê cái kinh doanh, nên em muốn phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái chuyện làm dâu thì có thể là em cũng có thể là làm dâu được. Mà trong cái quá trình mình hẹn hò thì em nghĩ là Đồng Nai hơi xa anh nhờ. Tại vì em thì ở một mình thôi, nhưng mà nhiều khi con gái mà, nhiều khi cần cái người đàn ông bên cạnh á, người yêu bên cạnh thì anh lại hơi xa. Em yên tâm, một tuần anh xuống một lần được mà. Như nhiều khi bữa tối em cần thì sao ạ? À? Giống như bữa đó em chật mà em đói bụng quá, giờ sao giờ? Lúc đó anh xuống được anh sẽ xuống. Tại công việc của anh là ban ngày thôi, 6 giờ là hết rồi, là xong rồi. Giờ đó anh rảnh rồi. Bây giờ em lấy cái gì để em bù khoảng cách đi? Đúng rồi, lấy gì bù khoảng cách đi? Ừ. Anh hứa với em á là nếu mà lúc nào á em mà buồn á là em điện anh mà sắp xếp được á anh sẽ xuống thăm em. Dạ, còn không sắp xếp được thì thôi kệ em đúng không anh? Nhưng mà anh sẽ xuống. Em nên cho anh với em một cơ hội. Anh chỉ biết nói vậy thôi. Bạn đứng cái lên, câu bạn mà tiến cho tới. Anh cơ hội thì tiến nó tới. Dễ quá. Mình hơi rụt rè, mình nắm tay bạn gái đi. Để có một chút xíu điện á, để cho thêm một cái đo lại nạp cảm điện, xúc. Nạp điện thêm. Đo lại cảm xúc một lần nữa. Ủa nắm hờ hững gì trời. Rồi nói đi, một câu nữa thôi, cho hai bạn thêm 15 giây nữa. Thôi nói chung á là anh với em đến đây được là cũng là một cái duyên. Nói chung là cho anh cơ hội. Hai đứa mình hẹn hò. Thôi huyết áp cao rồi, sắp xỉu rồi em. Chị ơi rung mà tay em lạnh theo rồi, rồi. Thôi huyết áp cao rồi, về chỗ đi. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Quyết định là quyền của các bạn. Có bấm nút hay không, cái nút bấm đó là do sự chọn lựa quyết định của các bạn. Nhưng mà khi bấm nút là chúng ta phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Chúng ta bấm nút mà không vì trái tim rung động, tức là chúng ta đã trao cái duyên cho người khác. Chúng ta mất duyên ráng chịu nha. Cẩn thận. 1 2 3. Hết thời gian. Mời em. Xin mời em. Vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng. Hai em gái hả? Chàng trai thì sao? Dạ. Thì nói chung là chắc thấy em không hợp nên cũng không sao. Đúng ra em phải thuyết phục nhiều hơn nữa. Nếu em ở thành phố Hồ Chí Minh, anh cũng sẽ tới thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề là em chưa gọi là tích cực để gọi là làm cho cô bé yên tâm để bấm nút. Em cũng có vài lời muốn nói với bạn trai ạ. Rồi em nói. Mình tới đây cũng là có duyên rồi. Tuy là mình không có bấm nút nhưng mà bên ngoài mình vẫn là bạn bè anh em, anh nhỉ? Em hy vọng anh sẽ phải là tự tin lên. Tại vì một người đàn ông cần sự trưởng thành, tự tin thì người phụ nữ người ta nhìn vào thì có thể là người ta sẽ thấy an toàn và an tâm hơn. Rồi, cảm ơn hai bạn. Rồi, mời chị giới thiệu vào bản thân mình trước cho em nha. Tên, quê quán, công việc của mình là gì? Rồi, mời chị ạ. Chị cứ nói to, rõ, thoải mái nha. Chị tên Nguyễn Thị Hạnh, sinh 1976, quê quán Bạc Liêu. Chị làm công việc tự do em. Ở Bạc Liêu. Chị hiện tại sống và làm việc ở đây. Công việc cụ thể của chị là chị đang làm cái gì ạ? Chị cũng như con gái ở đây học đó, con nhỏ nãy đi chung nó đã lớn rồi. À, lúc lên đây thì chị đi, lúc đầu thì chị đi giống như đi phụ ta bán hàng. Sau đó bây giờ thì chị đi nấu ăn cho những gia đình có điều kiện gì đó. Chị chỉ là chị nấu vài tiếng vậy, một buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều vậy thôi. Mình làm ăn lương tháng cho người ta dẫn vậy đó, nhưng mà cũng cố định. Một chỗ là mình nấu một buổi em. Có chỗ thì nấu ăn sáng, có chỗ nấu ăn trưa, có chỗ thì nấu ăn tối. Chắc là chị nấu ăn ngon.
chị rất thích nấu ăn. Tại ngày xưa đó là ở quê chị là chị là bán buôn, nhưng mà bán hồi đó chị cũng có một thời gian bán quán cơm phần. Cho nên chị lên đây sau ly hôn là khoảng lúc con gái vừa vô đại học, bây giờ là nó mới ra trường đó. Con gái vào đại học ở Sài Gòn luôn. Dạ. Con gái là chị học trường nào? Trường đại học Hô Tác. Cũng trên 10 triệu em. Coi như là đúng cái sở thích của mình luôn đúng không? Không, chị không có thích đi nấu ăn gì bằng mình. Thì giống như là ước mơ của chị là lên đây sẽ tìm một cái chỗ nào để mình buôn bán em, kinh doanh. Nói chung là buôn bán ăn uống gì cũng được. Chị rất thích những lĩnh vực đó. Nhưng mà mình nói chung mình chưa có điều kiện để mình phát huy. À, kinh doanh buôn bán ăn uống này kia các thứ đúng rồi. À, 76 đúng rồi. Rồi ok. À, bây giờ chị chia sẻ với em một xíu về điểm mạnh điểm yếu của chị ha. Cụ thể cho em nha. Điểm mạnh của chị thì chị thích nấu ăn, sống hòa đồng, hoạt bát. Từ nhỏ trẻ, nhỏ lớn, già gì nói chung là chị cũng thích hết. Chị cũng thích hòa đồng với những mọi người xung quanh. Nói chung chị là người sống tình cảm. Trong gia đình hay là cái gì chị cũng có thể chia sẻ và lắng nghe. Rồi, sống tình cảm, ok. Đó, cứ nghĩa là lên sân khấu chị cũng sẽ chia sẻ như vậy cho em luôn ha. Tại vì bên kia người ta đâu có nhìn thấy mặt mình đâu. Người ta chỉ nghe qua cái cách mình chia sẻ thôi. Thì mình mới nói thật có thể chi tiết cho em nha. Rồi, còn về điểm yếu của mình là gì chị? Điểm yếu của chị dễ tin người lắm. Dễ hả? Giống như mình tình cảm bạn bè hay là gì, nó hỏi chị mượn tiền hay là gì chị cũng cho mượn hết, rồi khi sau đó mình mới cảm thấy mình đòi lại cũng không được, rồi từ từ bỏ luôn. Nói điểm yếu của chị thấy khó là có bao nhiêu đó. Dễ tin người. Đó, giống như dịch vậy đó, bạn bè mình không có tiền nhưng bạn bè nó nói nó thiếu cái gì mình cũng dẫn cho mượn tiền, xong rồi không trả cũng không sao hết. Mình thấy mình buồn cho người mình thôi chứ ngoài không mở miệng đòi được. Không, nói chung chị không có gì, chị thấy chị không có gì xấu. Bởi mọi người nói sao nhỏ này nó rất hoàn hảo mà sao mà nó không tìm được người bạn, chắc là tại chị cũng kém. Chị không thích đàn ông ở dơ. Đàn ông ấy với mà thấp, chị không thích đàn ông thấp dưới 1m7, không cần đẹp trai nha, nhưng mà phải cao, phải sạch sẽ xí. Nhưng mà có tật xấu là cũng hơi kén đúng không? Đúng rồi. Hơi kén rồi, mà kén là có thường này mà kén đàn ông. Chứ không phải đụng ai cũng quen, cũng mến. Cũng như mến là trong cái giao tiếp thì chị sẽ hòa đồng. Nhưng mà đối với mà chọn một người yêu, một người để sau này đồng hành với mình á, thì chị rất kỹ về chuyện đó. Cho nên chị không tìm được gặp người đó. Với người nhỏ tuổi hơn chị cũng không thích. Mà đa số xung quanh mình toàn người nhỏ tuổi hơn thích. Nhỏ tuổi hơn 1-2 tuổi chị cũng không thích nữa. Nói chung chị chỉ thích là công việc buôn bán, là cái đó là sở thích. Sao chị nói chứ là trong tâm chị là vẫn thích vậy thôi. Trước là chị đã từng làm kết hôn và chị chia sẻ cái này cho em nha. Hồi ngày xưa thì qua mai mối ở quê chị á, là có kết hôn với ba của con bé đó là năm đó là 1998 gì đó. Xong thì cũng sau đó chị làm dâu ở quê mà cũng an phận lắm em. Rồi cũng buôn bán, cũng nói chung là trong thời gian đó kinh doanh buôn bán cho mẹ chồng không à. Mà làm dâu 7 năm cũng cực khổ lắm. Sau cũng có được chút đỉnh rồi ra tự làm, tự kinh doanh xe cộ, kinh doanh xe taxi. Chị nhà chị bán quán cơm. Có thời gian chị làm tiệm net, có thời gian thì bán đồ phụ tùng xe Honda cho thợ sửa. Cũng kinh doanh không à. Rồi
sau đó thời gian sau là gần lúc ly hôn là chồng chị nhà bán quán cơm, chồng chị thì chạy taxi, cho nên ảnh có bồ, cho nên chị ảnh nói là ảnh chọn cả hai nên chị chấp nhận, chị hôi buông. Phát hiện chị nói với ảnh vậy đó, cho ảnh con đường quay về, nhưng mà ảnh nói là người ta có tình nghĩa còn vợ thì không bỏ, cho nên đúng rồi, cho nên chị không chấp nhận gì. Hồi năm 2017 ly hôn. Là lúc đó là con gái chị nó lên đại học là chị lên đây, chị ở trên đây luôn. Chị có hai, có con trai đang học 12 mà nó sống với ba nó. Sống với ba ở quê. Cũng chưa có đám cưới gì nhưng mà cũng sống với cái cô đó. Sống với cô đó lớn hơn chị nhiều tuổi. Lớn hơn cả chục tuổi nè. Chị thấy giống như là mình không còn đi một, không còn chung một chí hướng nữa, không còn có cái nguyện vọng gì nữa thì thôi, phải giải thoát cho nhau chứ. 5 năm. Không, nói chung là chị chỉ muốn cho con chị học. Mọi người xung quanh như cũng như mấy người quen chị đâu này kia động viên nói á, nhiều khi có cơ hội nào đó rồi mày sẽ tìm được người ở đây rồi ở gần con, mà mốt con nó học và nó làm việc ở đây nè. Thì đó chị nói một người đàn ông của gia đình có biết cơ hội thì muốn như thế nào, nói giống như anh Quyền Linh vậy đó, hói cũng được, bụng bự chút cũng được, xấu chút cũng được, mà nhưng mà có cái tha tướng hơi cao mà lại yêu thương lo lắng cho gia đình là ok. Nhưng mà nếu có người miền Nam thì càng tốt, người miền Nam, người Sài Gòn, nhưng mà phải anh đó phải có công việc ổn định em, chứ chị đã đang khổ không chết mà chị giới vô những người chị không thích. Đàn ông làm nghề tài xế, tại vì ba nó đã làm tài xế, chị mắc lòng tin với tài xế. Sau đó là làm như làm công trình hay là làm thợ hồ gì, tại mấy anh đó nhậu nhiều quá, chị không thích uống nhiều. Hút thuốc cũng được, nhưng mà hồi đó chồng chị chạy xe, bằng ngày chạy xe tối lại rồi là cứ bạn bè nhậu vậy thôi. Rồi biết rồi mình cảm thấy chị cũng có ấn tượng ở chỗ mà không thích đàn ông nhậu nhiều. Cao hơn chị đúng không? Cao. Rồi tuổi tác cùng miền thì sao chị? Không, tuổi thì hơn chị khoảng 10 tuổi cũng được, không sao. Hơn 10 tuổi đổi lại hả? À, hơn 10 tuổi đổi lại. Rồi, anh này thì là có đang sống mà chị ở Sài Gòn luôn. Ừ. Các khu vực lân cận Sài Gòn có được không? Cũng được, thì cũng gần, ý là con chị bây giờ nó cũng đang làm việc ở đây. Rồi có thể sau này em nó cũng lên đây, chị thấy ở trên đây mọi người nói góp ý gì chị thấy cũng rất là có lý, cho nên chị nó thôi tham gia chương trình. Nhiều khi mình có dặn mai cái duyên mình đến cái chỗ này sao, cho nên chị cũng cho bản thân cơ hội để cũng như có người đồng hành với mình sau này gì. Mong muốn thế nào em? Chị thấy nội về thí dụ như tánh tình hay là gì đó nó không quan trọng, là quan trọng như mấy cái đặc điểm mà chị không thích ở đàn ông là gì chị đã nói rồi. Rồi mấy cái khuyết điểm khác thì mình có thể mình sau này mình tìm hiểu nhau rồi mình bù đắp cho nhau được. Chị thấy mấy cái kia không quan trọng. Không, chị không biết khác. Chị không biết hát đâu em. Mấy câu về miền Tây mắc cỡ lắm. Nếu mà được chọn là có một phù hợp lên chương trình thì các thứ thì cứ luyện mấy câu. Nếu mà lúc mà vô mất thì chị cứ hát những cái gì về tình yêu hả?
không cần cái bài đâu. Rồi có thể là chị sẽ tự tay chuẩn bị một món ăn gì đó mà chị tự tin nhất để làm một món quà để tặng cho bạn trai. Tại vì chị thích về nấu ăn cũng như cái các thứ, chuẩn bị một món ăn gì đó nó gọn nhẹ mà chị nó đơn giản hơn. Không, con gái chị nó không chịu đi cùng. Tại vì nó nói lên sóng rồi cái những người ở sở bên nội á, tại đã ly hôn mà bên nội nó cứ nói chung là không họ không có chấp nhận chị ra đi cái đột ngột giống vậy. Rồi không nghĩ là chị là người phụ nữ của gia đình là không thể chị bỏ vậy, nhưng mà giờ đâu chị quyết định, chị quyết định chị ly hôn thì bên bển người ta hơi hỏng chân chút xí, đến nỗi chị phải từ bỏ hết việc, không là không cần chia của mà chỉ cần ký miếng đơn cho chị thôi. Thì có mấy những người quen đi cùng, có gì cái đó cũng chỗ quen đó chị, vậy nói nữa gì đi cùng. Quan trọng là có người phù hợp ha, thì chương trình sẽ hẹn cho mình cái ngày.